Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội sáng nay, ngày 22 tháng 8 của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Hà Nội đã có nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên thì mức độ không quá gay gắt và nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến xấp xỉ là 36 độ. Nguyên nhân nắng nóng chủ yếu là do tác động của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây đang mở rộng về phía đông nam và kết hợp với trên cao là sự chi phối của áp cao cận nhiệt đới. Tối và đêm trời quang mây, nhiệt độ dao động ở mức là từ 26 đến 29 độ. Trong ngày hôm nay, ngoài các hình thế thời tiết đang chi phối Bắc Bộ, thì khu vực còn chịu sự chi phối của hoàn lưu cơn bão Hato gần Biển Đông. Và hiện nay thì cơn bão này đang hoạt động trên vùng biển phía bắc đảo Luzon của Philippines. Chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ đi vào vùng biển Quảng Đông của Trung Quốc. Khu vực Bắc Bộ và trong đó có thủ đô Hà Nội đang nằm ở rìa xa phía tây hoàn lưu cơn bão, nên gió thịnh hành hướng Đông Bắc đến Bắc hoạt động khá mạnh. Thêm vào đó là sự tác động của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây vẫn còn duy trì. Vì vậy, ngày và đêm nay Hà Nội duy trì trạng thái là ít mây, nắng xuất hiện từ sáng sớm và mức độ nóng cũng sẽ có phần gia tăng hơn so với ngày hôm qua. Mức nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng là 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tối và đêm nhiệt độ lại giảm nhanh xuống mức tương tự như là đêm ngày hôm qua, từ 26 đến 29 độ. Sang ngày mai, bão Hato tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng sẽ đổ bộ vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sau đó, nó sẽ suy yếu thành vùng áp thấp. Và trong ngày mai, thì trường phân kỳ gió ở rìa Tây bão Hato vẫn tác động cùng với ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây, nên Hà Nội vẫn sẽ có nắng và nóng. Tuy nhiên, thì mức độ nóng có phần suy giảm dần về chiều muộn. Mức nhiệt cao nhất ngày dao động ở mức là từ 34 đến 36 độ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng viêm đường hô hấp chỉ xảy ra trong mùa đông. Tuy nhiên thì trên thực tế lại xảy ra nhiều hơn vào mùa hè, nhất là đối với trẻ nhỏ. Ngoài việc chăm sóc trẻ để tránh bị viêm họng, viêm phổi vào ngày hè, thì cha mẹ cũng cần phải dạy cho trẻ một số kỹ năng để phòng tránh. Đối với trẻ đang tuổi đến trường, nhất là trẻ học bán trú, thì cần thiết mang theo áo khoác mỏng để chưa ngủ tại trường, có thể dùng để đắp lên ngực, phòng khi điều hòa ở lớp bật khá lạnh. Khi quần áo dính mồ hôi thì phải ngừng hoạt động và quạt mát cho khô hoặc là thay ngay quần áo để không bị ngấm lạnh vào cơ thể. Khi trẻ có cảm giác ho, chớm viêm họng, quý vị lập tức súc miệng bằng nước muối để sát khuẩn, phòng bị viêm họng nặng hơn. Dạy trẻ tự bảo vệ mình bằng cách là vệ sinh sạch sẽ, tránh xa khỏi thuốc và khói do đun nấu. Thời tiết nóng nực trong mùa hè khiến cho các đồ ăn lạnh được sử dụng nhiều hơn. Điển hình cho các đồ ăn lạnh đó là nước đá, kem, trái cây trong tủ lạnh, mà những đồ ăn này cực kỳ hấp dẫn với trẻ nhỏ. Nếu như cho trẻ dùng nhiều và liên tục, dễ gây trẻ bị viêm họng và việc điều trị không tốt có thể dẫn tới viêm đường hô hấp nặng hơn và cuối cùng là dẫn tới viêm phổi. Vì vậy, để hạn chế cho trẻ ăn những loại thực phẩm này. Trở lại với thông tin thời tiết, sau khi đổ bộ vào Trung Quốc thì hoàn lưu vùng áp thấp sau bão Hato sẽ tác động và gây mưa dông trên diện rộng cho các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và trong đó thì có thủ đô Hà Nội. Từ chiều tối và đêm mai, nhiệt độ đêm có xu hướng giảm xuống khoảng 1-2 độ và đây là nguyên nhân kết thúc nắng tại Bắc Bộ trong những ngày tiếp theo. Hoàn lưu vùng thấp tàn dư của cơn bão Hato cùng với rìa tây áp cao cận nhiệt đới tiếp tục gây mưa dông cho Hà Nội trong ít nhất là 1-2 ngày tiếp theo, đồng thời làm nhiệt độ giảm đáng kể. Mức nhiệt phổ biến là từ 24 đến 26 độ về ban đêm và từ 30 đến 32 độ cao nhất ban ngày. Quý vị cần hết sức chú ý đề phòng, mưa dông sau những ngày nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ có gió giật mạnh trong cơn dông. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Độ ẩm trung bình từ 60 đến 82%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Độ ẩm trung bình từ 62 đến 84%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 60 đến 84%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 62 đến 85%.
tâm thành phố Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Độ ẩm trung bình từ 60 đến 82%.